Thêm gì nữa, mẹ đã đăng ký hát rồi, để điện thoại ra sau. Rồi cụ thể là hát bài gì nào? Cháu lên ba. Đáp một cuộc tình là về luôn. Bài gì con? Con là fan của Zack hả? Là một thằng con trai thì bây giờ tạm thời đưa điện thoại cho mẹ ở đây hát bằng cái điện thoại này mà nha, không liên quan đến này. Rồi bây giờ bỏ khẩu trang ra cho mọi người ngắm nhìn dung nhan nào. Úi giời đẹp trai thế nhỉ. Một tràng vỗ tay nào. Rồi, đó là một thằng con trai. Con mấy tuổi rồi? Dạ con 7 tuổi. Con tên là gì? Dạ Nguyễn Nga Phú. Là đom đóm lâu chưa? Dạ. Con là fan của Zack lâu chưa? Dạ rồi. Nhưng bao nhiêu lâu? Con là fan của Zack từ lúc 4 tuổi. Ui giời. 4 tuổi fan của Zack, năm nay là 7 tuổi, vậy là 3 năm rồi đúng không? Thế nghe bài này thấy vui nên hát hả? Rồi bây giờ thì con thấy đấy, ở đây có rất là nhiều cặp mắt là nhìn con. Ngày mai là con sẽ xuất hiện trên những kênh như là Doremi hay là An Ninh Tổ Quốc. Nên mọi người sẽ rất là yêu thích cái điệu nhảy của con. Mọi người khích lệ thêm một tràng vào tay cho em con nhé. Rồi cảm ơn con rất nhiều. Lát nữa chú về chú gửi cái bài hát này cho Zack xem nhá. Có gì chắc chú đắp phê thăm cho con nhiều nhất máy nhá. Những ai đã theo dõi Hùng từ lâu chắc không còn xa lạ với thương hiệu chú hùn yên mạch mà Hùng đã xây dựng lên. Và sản phẩm này Hùng đã xài đến năm thứ 7, nhờ thế mới có một làn da tuyệt vời. Và ngày hôm nay, bột yến mạch ngọc trai chính là sản phẩm mà Hùng muốn chia sẻ đến với tất cả mọi người. Trong 3 năm kinh doanh dòng sản phẩm này, Hùng đã tạo dựng nên được một cái thương hiệu mà rất là nhiều khách yêu mến trên toàn quốc đã gọi Hùng một cái tên rất là trìu mến, đó chính là chú hùn yến mạch.
Cách sử dụng rất đơn giản. Đầu tiên là các bạn hãy làm ướt mặt. Sau đó, các bạn hãy dùng chiếc muỗng mà mình sẽ được nhận sẵn khi đặt sản phẩm. Múc một muỗng bột vừa đủ, bỏ ra lòng bàn tay. Sau đó các bạn hãy dùng một lượng nước để đánh sệt cái lượng bột này ra. Chúng ta nên nhớ là không để loãng quá nha. Bột yến mạch ngọc trai có tác dụng là tẩy tế bào chết, giúp cho làn da của chúng ta đẩy được đi các đốm mụn, mờ thâm. Và những hạt ngọc trai li ti sẽ thẩm thấu đều vào da, giúp cho da của chúng ta căng mịn. Và đặc biệt nó có một mùi thơm rất là tuyệt vời. Và sau khi đánh toàn bộ những cái lực bột này ra, chúng ta hãy massage lên toàn khuôn mặt của mình theo chiều kim đồng hồ. Và trong quá trình massage, chúng ta chỉ cần suy nghĩ rằng xài bột yên mạch của chữa hùng sau là da nó sẽ rất là đẹp, rơi, tuyệt vời. Sau khi mà chúng ta massage hết toàn bộ khuôn mặt xong thì bước cuối cùng chúng ta chỉ cần rửa thật sạch lại với nước là được. Và Hùng cam đoan với tất cả mọi người rằng khi mà chúng ta sử dụng bột yên mạch ngọc trai một thời gian xong, da của chúng ta sẽ rất là đẹp. Và đây là lần đầu tiên chúng ta sử dụng xong, sẽ thấy da của chúng ta rất là căng mịn. Wow, đẹp trai quá đi, đi cô gái thế nào. Cách mua hàng rất đơn giản, các bạn hãy vào TikTok của mình và gõ ở phần tìm kiếm là @trầnquanghùng3107 và link TikTok tài khoản Hùng sẽ được hiện ra. Các bạn vào đây, nếu ai chưa follow thì tặng cho Hùng một cái follow nha. Rồi ở đây mọi người sẽ thấy có cái biểu tượng TikTok shop này, mọi người nhấn vô. Sau khi nhấn vô thì mọi người có thể đặt hàng bột yến mạch ngọc trai ở đây nha. TikTok shop sẽ hỗ trợ giá cho các bạn và free ship nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc các bạn sẽ có một làn da thật tuyệt vời nhé.